Đây là quán cơm chay Hoa Thiên, nằm giữa nơi Trăng Long và Bà Chiểu, nhưng mà nó nằm gần hơn nơi Trăng Long. Nó là 216 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh. Các bạn nào mà đang đi trên đường gần đây thì ghé vô thưởng thức nha. Tại vì quán cũng mới mở khoảng năm nay thôi nên chưa có nhiều người biết á. Bây giờ là buổi trưa rồi nên các món ăn nó vơi đi, nó không còn đầy đủ như buổi sáng nữa các bạn. Sườn chiên giòn và đậu đậu hũ sốt dao, đậu đũa xào, xào chua ngọt, dưa cải chua xào với vị cao, măng kho với đậu hũ. Đây là những đồ ăn chay này các bạn. Rồi có bánh nè. Bánh này không trứng, không sữa các bạn. Những đồ ăn này hoàn toàn là thực vật, không có động vật. Có rong biển nè, có bánh tráng nè. Đây có chú tiểu tụng kinh nè các bạn. Có đèn rất là dễ thương nè. Có mì gói nè. Đây là những món ăn của quán nè các bạn. Mời các bạn xem tham khảo nha. Các bạn nào mà đang đi trên đường mà gần đây mà đói bụng á thì ghé qua để mà thưởng thức những món ăn của quán nha. Cách trình bày rất là dễ thương, giống như nhà hàng vậy các bạn. Nhìn thấy là đói bụng rồi đó. Thực đơn của quán rất là phong phú, những món ăn vừa miệng người ăn. Sau đây mời các bạn xuống bếp nha. Đây là bếp của quán chay nè các bạn, rất là sạch sẽ.
gọn gàng. Đây là món tôm cháy xào rau nóng nè các bạn. Mời các bạn xem cách làm nha. Tôm cháy xào rau nóng. Đủ nhiều thứ nữa. Cái này mình để dầu cho nóng lên. Xong mình cho tinh trái rồi chiên giống y như chiên bánh phồng, mì giòn rồi cũng chiên vậy. Thì mà bánh cái tinh trái nó sẽ không bị chan. Chiên nhanh. Chiên nhanh mà nó không thấm dầu vô nữa ha. Hay là cải trắng, đậu que, bắp non, cà rốt, cải thìa, cải thảo và nấm, đậu hũ chả, cắt miếng tiêu cho thơm, ngào ngạt lên, wow, và bốc khói thơm quá cả nhà ơi. Đây là quán thuần tre nha các bạn, quán không sử dụng trứng, sữa và thành phần động vật. Hoàn toàn thuần chay. Bây giờ mời các bạn xem món tiếp theo là món mì nước. Làm cái phát đưa rồi. Có món bắp biên là cái gì đó, biên là có cỏ hủ ki, giả, mắm. Nước xanh nước lèo á thì một nồi á là được 20 lít, 20 lít nước đó thì Linh ép 15 cái củ quả là 15 cái 5 cái xu 5 cái sắn cho một nồi nước lèo 20 lít nước. Nên chỉ là ngọt từ rau củ quả ha. Dạ. Nên chỉ là một xíu xíu bột nêm ít chay thôi ít ha. Hạt muối. Như hành hành tây thì Linh để riêng, hành phi á để riêng, những người mà người ta ăn không thuần á thì mình bỏ hành phi vô, còn những người ăn thuần á thì mình không để hành, cho nên là tất cả đều không có nghĩa gì tân. Hay quá. Như các khách ăn ở ngoài bình thường vậy, còn như những người mà người ta ăn thuần da thì mình không để vô. Một phần món mì nước xong rồi nè. Hoa Thiên, ẩm thực phòng chay Hoa Thiên. Bây giờ nghỉ trưa chứ, bình thường là trưa mấy bạn nghỉ hết rồi.
đông người thì có nhiều người phụ chứ. Đưa hiện ra mình chụp cho mẹ mình chưa. Mình lấy thỏ chị còn cho mời xe thì bao nhiêu ha? Món hấp dẫn hết lên ha. Cái này bánh canh, cái này bánh canh thì là này, thì giá bao nhiêu vậy Linh? À, một phần là 30.000, đường nước 30, có nấm rơm nữa nè. Còn cái món quay bánh bao xá xíu này là bao nhiêu một phần? À, 50.000 một phần. Cái này chắc cũng phải ba người ăn mới hết á. Còn mấy cái món mà ngoài xe cơm là bao nhiêu? À, 30 luôn, cơm cũng 30, món nước cũng 30. Hello, chào các bạn. Kênh của mình sẽ quay những tiết mục rất là phong phú để mà hướng dẫn các bạn đến một cuộc sống tươi đẹp hơn. Đó là mong muốn của mình và nhóm của mình về cuộc sống thuần chay. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem những gia đình thuần chay họ sống như thế nào, công việc họ làm ra sao, những món ăn thuần chay gồm có những gì là bổ dưỡng. Mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin chi tiết để phù hợp với cuộc sống hiện tại, cũng như là bảo vệ sức khỏe bằng cách trị bệnh, bấm huyệt mà không dùng thuốc, và cho các bạn biết những thảo dược hữu ích xung quanh mình, những cây cỏ mình tưởng là nó không có hữu ích gì nhưng mà thực sự nó trị bệnh rất là tuyệt vời. Những mờ vặt hàng ngày và cuộc sống đời thường của những người xung quanh chúng ta trong xã hội hiện tại. Hy vọng là kênh của mình sẽ được các bạn tiếp đón nồng hậu. Mong các bạn đăng ký kênh, chia sẻ, like và bình luận những gì mà các bạn chưa rõ để chúng ta cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm cũng như những thiếu sót mà mình chưa hoàn chỉnh được để giúp cho đời sống của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Chào các bạn, tạm biệt, hẹn gặp video sau nha.